Hello, chào mọi người nha. Hôm nay em đang có chiếc xe độ bung máy một cầu. Đấy. Máy kia, rồi nổ máy luôn đi. Xe này nhiều xe đây. Đổi máy test cho anh em xem luôn. Máy 55 triệu. Giá 55 triệu lớn nha, công khai giá luôn. Có số mệnh. Xe này cũng có số mệnh luôn nha. Đấy, cô dĩa này. Có thang hơi đấy rồi nha. Hộp số xe em hộp số mệnh nha. Ở dưới này. Vừa mà thay bì đấy. Giá công khai 55 triệu nha. Xe thì quá đẹp luôn, máy Kia tấn tư. Xi nhan đèn đóm, đèn sau đều đủ nha. Máy thì nó rất êm. Có 55 triệu. Trời ơi, số mạnh, thắng ơi. Anh em mua về có phân, có tiêu, có cà phê này nọ. Nếu mà đường bằng bằng có 5-6 tấn cũng bình thường nhá. Đẹp luôn. Rồi có gì đâu. Khi đạp nhẹ này là nó lên rồi. Cái mặt lắm, cái mặt khó hiểu, cái mặt khó hiểu. Cái mặt vô tôi thôi, chạy vô tôi thôi. Cái thủ xe lắm rồi. Thằng hơi đầy đủ luôn. Đây, đây. Một cầu thêm có thêm hơi luôn. Mình cứ đeo thêm. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nhé.